Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video này, Ba Giây sẽ thông tin đến tất cả quý vị và các bạn toàn cảnh về hơn 80 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông 35m ở tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị và các bạn, toàn cảnh về sự việc khoảng 11:30 chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022, một nhóm trẻ em ở xã Phú Lợi, trong đó có bé Thái Lý Hào Nam, đang chơi đùa ở công trình thi công cầu Rọc Sen trên địa bàn ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bất ngờ, bé Hào Nam bị rơi xuống cái móng cọc bê tông rỗng, đường kính ở bên trong là 25cm, sâu khoảng là 35m, gồm 3 đoạn dài gần 12m một đoạn nối với nhau. Cái thời điểm này móng cọc được đóng chặt nó xuống đất. Sau khi hay tin, gia đình đã truy hô nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm nhưng mà bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt rồi đưa máy móc thiết bị chuyên dùng đến hiện trường để mà hỗ trợ gia đình để giải cứu cho bé. Theo đó, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu ở trong lòng đất cho nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều là khó khăn. Kế hoạch giải cứu. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đào sâu và mở rộng hố khoảng 10m để sử dụng xe cẩu nhổ trụ lên. Sau khi khoan sâu và mở ra cái miệng hố đủ rộng, đội cứu hộ dùng cẩu 50 tấn để mà nhổ trụ lên. Máy sẽ khoan để đưa từng cái đoạn cọc dài gần 4m xuống hố, bơm nước làm mềm đất, hút đất, sau đó là tạo cái miệng hố rộng để mà nhổ trụ. Đội cứu hộ dùng ống tiếp rộng ruột đóng xuống, dùng nhiều máy bơm nước vào trong cái ống tiếp, tạo cái lực từ bên dưới làm cho bùn đất lỏng ra, giảm lực ma sát đến mức có thể là để kéo cái trụ lên. Ngoài lực lượng lái xe xúc, xe cẩu, các đội cứu hộ đã thay phiên làm việc liên tục. Bình oxy loại 10kg liên tục được bơm xuống khu vực dưới cái phần trụ. Qua cái sự trợ lực của máy và đường ống dài 40m kèm theo đó là đồ ăn, thức uống được tiếp tế vào trong ống. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, lực lượng chức năng đã là đưa một cái máy khoan cọc nhồi công suất lớn được điều đến hiện trường, vừa khoan vừa bơm bùn cát ra ngoài. Đồng thời là làm mềm đất xung quanh ở cọc bê tông, giảm lực ma sát để có thể là cẩu lên giải cứu nạn nhân theo đúng kế hoạch ban đầu. Liên tục tiếp oxy, nước uống và thức ăn vào bên trong. Trong quá trình khoan, tác động của máy đã là gây sạt đất đá dẫn đến nguy cơ sụp lún trụ bê tông chứa cháu bé ở bên trong bị lệch. Việc khoan cọc nhồi đã tạm dừng để mà chuyển sang phương án khác. Ngày 2 tháng 1 năm 2023, 54 giờ chạy đua với rất nhiều nỗ lực, nhưng mà lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn là chưa thể cứu cháu bé thoát khỏi là cái trụ bê tông rộng. Chiều ngày 2 tháng 1, quân khu 9 đã cử lực lượng công binh cùng với các thiết bị chuyên dùng để mà hỗ trợ giải cứu cháu bé, trong đó có camera dạ ngoại, quét thân nhiệt, dò tìm bé trai. Chiều ngày 2 tháng 1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp đã thông tin với báo chí, đội cứu hộ đã là đưa được 31 trên 36 mét dài của cọc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải xây dựng khẩn trương quy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm để mà ứng phó sự cố, hỗ trợ địa phương, triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nếu có. Tham gia công tác cứu hộ ngày 2 tháng 1 có hơn 300 người, bao gồm là lực lượng cầu đường, công an, phòng cháy chữa cháy, ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, lực lượng công binh, quân khu chính cùng các nhóm chuyên gia, lực lượng công nhân, các bộ kỹ thuật. Lực lượng công binh, quân khu chính phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn ở tỉnh Đồng Tháp đã là dùng máy khoan làm mềm đất đá xoay quanh thành ống bê tông nhằm giảm tối đa ma sát để tiến hành dùng camera soi tìm vị trí của cháu bé. Hàng ống bê tông lớn xuyên đêm đến khoảng là 3 giờ sáng ngày 3 tháng 1, đội cứu hộ đã tiến hành đóng cái đoạn bê tông lớn xuống mặt đất. Vị trí nằm là bao bọc ở bên ngoài của cái lồng cọc bê tông nơi mà bé trai bị kẹt lại.
Cái đoạn ống dách có chiều dài 19 mét, đường kính là 1,5 mét, được nhiều thiết bị phương tiện hỗ trợ. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, 3 giờ sáng, ngày 3 tháng 1, lực lượng chức năng tiếp tục đóng một cái móng bê tông có bán kính rộng và lớn hơn móng bê tông cháu bé rơi xuống. Tiến hành rút bùn xung quanh giữa hai cái móng bê tông để mà nhanh chóng tiến đến là cái bước rút cái móng bê tông nhỏ, móng mà có cháu bé nằm bên trong. Từ 11 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1, đơn vị thi công vẫn là sử dụng phương pháp khoan ruột sắn để là mang đất đá ở bên trong ống dách ra ngoài. Theo đơn vị thi công thì đến 14 giờ 30 phút đã làm sạch cái lượng bùn đất sâu 23 m trên 35 m ở bên trong lòng ống. Công tác khoan ruột sắn vẫn là sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27 m rồi sau đó tiến hành dòng cáp vào ba đoạn ống bê tông. Đơn vị thi công sẽ là tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu cọc. Khi mà không còn ma sát thì sẽ nhổ cọc lên. Kính thưa quý vị và các bạn, cái công việc cứu hộ đối với Hạo Nam được tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng công binh quân khu chính triển khai xuyên đêm cho đến sáng ngày 4 tháng 1. Đây là đêm thứ tư liên tiếp của việc cứu hộ diễn ra khẩn trương, không ngơi nghỉ kể từ hôm giao thừa sang năm mới 2023 cho đến giờ. Lúc mà 10 giờ 40 phút thì ông Đoàn Tấn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng thi công công trình đã là triển khai diễn tập sơ bộ về cái phương án cắt cưa thử các cái ống cặp bê tông với cái độ dày bằng các thiết bị chuyên dụng nhằm đảm bảo thi công thành công. Các đơn vị cũng đã là triển khai công tác phối hợp, nhìn chung từ hôm qua cho đến nay vẫn là tiếp diễn khẩn trương từ đơn vị thi công cho đến lãnh đạo thi công ở hiện trường. Với sự tập trung triển khai cứu hộ, hy vọng đến cuối ngày hôm nay sẽ là nhổ được cọc ống bê tông lên mặt đất để mà thực hiện các cái biện pháp cứu hộ tiếp theo. Về thời tiết hôm qua, dự kiến có mưa nhưng mà cũng may là trời không mưa, do đó các cái biện pháp là xử lý cống rãnh và biện pháp bơm hút chống ngập ở hiện trường được duy trì. Trạng thái mặt bằng thi công tốt và các cái máy móc thiết bị sẵn sàng. Tỉnh vẫn là tiếp tục ưu tiên bằng cái việc là khoan nguồn sắn để mà cứu hộ bé Hạo Nam. Thì ngay lúc này hiện trường cứu hộ, lực lượng cứu hộ và lực lượng công binh quân khu chính đang là chuẩn bị cái hệ thống neo để mà thực hiện việc nhổ cọc bê tông lên để mà cứu hộ bé Hạo Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, dù bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, các bậc làm cha làm mẹ phải nói là giật mình. Mặc dù đây là tai nạn nhưng mà chuyên gia cho biết cha mẹ cần phải dạy con và tránh đi vào những cái khu vực không an toàn, nhận thức cao, bảo vệ bản thân. Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp, tai nạn rất là đau lòng. Có nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc ở trên, nhiều người cho rằng cha mẹ cần phải dạy con không được đến những cái nơi nguy hiểm cũng như là công trường xây dựng. Có người lại nêu quan điểm đây là lỗi của nhà thầu đã không có rào chắn an toàn. Tuy nhiên từ vụ việc này, các bậc phụ huynh đều phải giật mình khi thực tế chưa chú ý nhiều đến cái việc là dạy kỹ năng sống cho con. Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, chuyên gia Lê Khanh đã cho biết đây là một cái tai nạn cho nên khó có thể nói về kỹ năng. Tuy nhiên, một trong những kỹ năng cha mẹ cần phải dạy cho con là tránh đi di vào những cái khu vực không an toàn. Trước vấn đề hiện nay, cha mẹ Việt đã là quan tâm đến dạy kỹ năng sống cho con hay là chưa? Chuyên gia Lê Khanh đã bày tỏ. Theo quan điểm chủ quan của tôi thì cha mẹ ngày nay chưa chú trọng đến kỹ năng bảo vệ bản thân của trẻ. Các bậc phụ huynh chỉ là chú ý đến việc bảo vệ con trước cái sự xâm hại và đa phần là khi quan tâm đến kỹ năng học tập, giao tiếp, ứng xử. Cha mẹ đều bận rộn với công việc của mình, ít có cái thời gian ở nhà để mà hướng dẫn con nhận biết các cái nguy cơ xung quanh, cả trong và ngoài môi trường sống. Dù có con đi học, các cái lớp kỹ năng sống thì phụ huynh cũng chủ yếu là cho con học các cái kỹ năng là giao tiếp và lòng biết ơn cha mẹ. Ngay cả người lớn nhiều khi cũng coi thường các cái nguyên tắc an toàn trong cuộc sống. Nhiều đám cháy tại nhà riêng
gần đây thì đã cho thấy cái điều này. Cần quản lý con chặt chẽ hơn. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đây là một cái vụ tai nạn nguy hiểm và khá hy hữu. Với những cái vụ tai nạn xảy ra như vậy thì cái việc cứu hộ là vấn đề đầu tiên phải thực hiện. Chính quyền địa phương đã quy động lực lượng đông đảo, có chuyên môn với nhiều biện pháp kỹ thuật cần thiết để mà sớm giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, đến nay thì cháu bé vẫn chưa được đưa lên mặt đất. Với cái thời gian dài ở độ sâu ở dưới lòng đất thì trong cái điều kiện như vậy, tính mạng của cháu bé rất là nguy hiểm. Hy vọng là có phép màu xảy ra và cứu sống được cháu bé. Bên cạnh công tác cứu hộ, cái vấn đề trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Trường hợp may mắn cứu sống được cháu bé thì đơn vị thi công có là trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho gia đình của cháu bé về sức khỏe và tinh thần theo quy định của pháp luật. Đồng thời là phải chịu trách nhiệm đối với là các cái chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các cái hoạt động cứu hộ. Cái trường hợp mà không may mắn bé tử vong thì cơ quan chức năng xác định là có lỗi của đơn vị thi công thì sẽ khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp có căn cứ cho thấy là đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để mà xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Vụ việc này là một cái bài học lớn cho công tác quản lý, chăm sóc con cái của các bậc làm cha, làm mẹ. Với những cái công trường đang thi công, nguy cơ tai nạn có thể là xảy ra bất kỳ khi nào. Đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với trẻ em, nguy cơ tai nạn lại là càng cao hơn. Các bậc phụ huynh cần phải quản lý chặt chẽ con cái khi mà xung quanh có các công trường đang thi công. Và bây giờ, bà Dây xin tạm dừng phần tin tức ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.